hợp nhất năng lượng trong mối quan hệ tri kỷ đó là một trải nghiệm sâu sắc và mang tính biến đổi sau đây quốc anh chia sẻ với các bạn những dấu hiệu cho thấy rằng hai người đã hợp nhất năng lượng của mình trong mối quan hệ tri kỷ điều thứ nhất kết nối sâu sắc trong mối quan hệ tri kỷ sự kết nối giữa hai cá nhân vượt qua sự hấp dẫn về mặt thể xác cảm giác như đã quen nhau từ lâu rồi dù mới gặp nhau có một cảm giác quen thuộc và thoải mái khi ở bên nhau bạn luôn được là chính mình sống đúng là chính mình mối liên hệ sâu sắc này trong mối quan hệ tri kỷ thường thể hiện dưới dạng cảm giác thấu hiểu và đồng cảm rất mạnh mẽ giữa cả hai người bạn có thể thấy rằng các bạn có thể giao tiếp mà không cần lời nói biết được suy nghĩ và cảm xúc của nhau bằng trực giác. Có một mức độ thân mật và dễ bị tổn thương về mặt cảm xúc cho phép bạn chia sẻ những nỗi sợ hãi, ước mơ và mong muốn sâu sắc nhất của mình mà không sợ bị phán xét. Sự thoải mái và dễ chịu khi ở trong mối quan hệ tri kỷ sẽ tạo ra một không gian an toàn cho cả hai người cùng nhau phát triển, hàn gắn và tiến hóa đó là một mối quan hệ được xây dựng trên sự tôn trọng tin tưởng lẫn nhau và tình yêu vô điều kiện nơi cả hai cá nhân đều cảm thấy được nhìn thấy lắng nghe và đánh giá cao con người thực sự của họ sự kết nối sâu sắc trong mối quan hệ tri kỷ là một món quà hiếm có và rất quý giá giúp làm phong phú thêm cuộc sống của cả hai người theo những cách không thể diễn tả bằng lời đó là mối liên kết vượt thời gian và không gian mang lại cảm giác bình yên niềm vui và sự thỏa mãn cho những ai may mắn được trải nghiệm nó điều thứ hai tình yêu vô điều kiện đó là đặc điểm chính của mối quan hệ tri kỷ trong kiểu kết nối sâu sắc này cả hai người đều yêu nhau vì con người thật của họ chấp nhận nhau mà không phán xét hay kỳ vọng có một ý thức sâu sắc về sự hỗ trợ và hiểu biết lẫn nhau tạo nên nền tảng của mối quan hệ tình yêu vô điều kiện trong mối quan hệ tri kỷ có nghĩa là cả hai người đều có thể chấp nhận điểm mạnh và điểm yếu khuyết điểm và điểm không hoàn hảo của nhau mà không cần cố gắng thay đổi hay sửa chữa lẫn nhau đó là tình yêu vượt qua mọi điều kiện và giới hạn cho phép cả hai người cảm thấy an toàn yên tâm và được trân trọng trong mối quan hệ. Có một cảm giác về những giá trị, niềm tin và mục tiêu được chia sẻ đã đoàn kết họ trong hành trình cùng nhau. Nền tảng của tình yêu vô điều kiện, sự hỗ trợ và hiểu biết lẫn nhau tạo một mối liên kết bền chặt và kiên cường giữa những người tri kỷ. Nó cho phép họ vượt qua những thử thách trong cuộc sống, ăn mừng những thành công của nhau và vừa qua mọi cơn bão ập đến với họ bằng sự khôn ngoan và lòng trắc ẩn. Trong một mối quan hệ tri kỷ, sự hiền diện của tình yêu vô điều kiện và sự hỗ trợ lẫn nhau sẽ mở đường cho một mối liên hệ sâu sắc và lâu dài, nuôi dưỡng tâm hồn của cả hai người và mang lại cảm giác thỏa mãn cũng như mục đích cho cuộc sống của họ. Điều thứ ba sự đồng bộ và trùng hợp thường xảy ra thường xuyên trong các mối quan hệ tri kỷ những sự kiện có ý nghĩa có thể coi là dấu hiệu cho thấy rằng hai cá nhân có mối liên hệ sâu sắc về mặt tâm hồn những người bạn tri kỷ có thể thấy rằng mình đang suy nghĩ về những điều giống nhau vào cùng một thời điểm hoặc có những ý tưởng và hiểu biết tương tự mà không cần trao đổi trước mối liên hệ tinh thần được chia sẻ này có thể là một dấu hiệu rất mạnh mẽ cho thấy rằng mối liên kết bền chặt giữa họ. Trong mối quan hệ tri kỷ, cả hai có thể thấy mình kết thúc câu nói của nhau hoặc biết đối phương sắp nói gì trước khi họ nói. Giao tiếp thần giao cách cảm này có thể phản ánh sự hiểu biết sâu sắc và kết nối mà họ chia sẻ cùng nhau. Những người bạn tri kỷ có thể trải qua những cảm xúc hoặc tâm trạng tương tự cùng một lúc ngay cả khi họ xa nhau về mặt thể chất họ có thể cảm nhận được khi nào tri kỷ của mình cảm thấy vui buồn hoặc lo lắng và có thể đưa ra sự hỗ trợ kịp thời an ủi mà không cần phải nói trải nghiệm sự đồng bộ và trùng hợp trong mối quan hệ tri kỷ có thể làm sâu sắc thêm cảm giác kết nối và thấu hiểu giữa cả hai nó cũng có thể đóng vai trò như là một lời nhắc nhở về bản chất tinh thần của mối quan hệ giữa họ và mục đích cao cả hơn mà họ phục vụ trong cuộc sống điều thứ tư mối quan hệ tri kỷ có thể là chất xúc tác mạnh mẽ cho sự phát triển tinh thần và cá nhân sự kết nối sâu sắc và gắn kết được chia sẻ giữa những người bạn tri kỷ với nhau tạo ra một môi trường an toàn và nuôi dưỡng để cả hai tiến hóa hàn gắn và biến đổi ở cấp độ tâm hồn những người bạn tri kỷ thường thách thức nhau bước ra khỏi vùng an toàn đối mặt với nỗi sợ hãi và theo đuổi ước mơ của mình tình yêu và sự hỗ trợ vô điều kiện hiện diện trong mối quan hệ mang lại nền tảng vững chắc cho sự phát triển cá nhân và khám phá bản thân những người bạn tri kỷ có một khả năng độc đáo để giúp nhau chữa lành những vết thương và tổn thương trong quá khứ sự hiểu biết sâu sắc và đồng cảm được chia sẻ giữa cả hai tạo ra không gian để chữa lành và chuyển đổi cảm xúc cho phép cả hai cá nhân giải phóng những khuôn mẫu cũ và đón nhận những cách sống mới ở bên người bạn tri kỷ của bạn có thể khuyến khích sự tự suy ngẫm và xem xét nội tâm những người bạn tri kỷ thường đóng vai trò như là những tấm gương phản chiếu những khía cạnh khác của bản thân họ mà có thể cần được quan tâm hoặc phát triển sự tự nhận thức này có thể dẫn đến những hiểu biết và đột phá cá nhân sâu sắc những người bạn tri kỷ luôn sẵn sàng hỗ trợ và nâng đỡ nhau trên hành trình khám phá và phát triển bản thân của mỗi người cho dù đó là thông qua sự khuyến khích hướng dẫn hay chỉ đơn giản là một người lắng nghe những người bạn tri kỷ đều đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp đỡ nhau trở thành phiên bản tốt nhất của chính họ tình yêu và sự kết nối được chia sẻ trong mối quan hệ tri kỷ có thể truyền cảm hứng cho sự biến đổi và thay đổi tích cực những người bạn tri kỷ có cách phát huy những điều tốt đẹp nhất ở nhau thúc đẩy họ phát huy hết tiềm năng của mình và sống đích thực phù hợp với con người thật của mình điều thứ năm khi hai người hợp nhất năng lượng của họ trong mối quan hệ tri kỷ giữa họ sẽ có cảm giác hài hòa và cân bằng các bạn bổ sung cho điểm mạnh và điểm yếu của nhau và cùng nhau tạo ra cảm giác trọn vẹn những dấu hiệu quốc anh vừa chia sẻ cho thấy rằng hai người đã hợp nhất năng lượng của họ trong một mối quan hệ tri kỷ đó là một mối quan hệ sâu sắc có tính biến đổi và phong phú về mặt tinh thần nếu bạn đang trải nghiệm những dấu hiệu này trong mối quan hệ của mình hãy trân trọng và nuôi dưỡng mối liên hệ mà bạn có với người bạn tri kỷ của mình Cô canh nguyện cầu vô số phước lành đến với bạn.